chiếc xe đến từ không gian hay từ tương lai vậy đó. Em này là full carbon nha mọi người. Hi, xin chào mọi người đến với kênh xe đạp số Thiện Nguyễn. Hôm nay để đổi không khí, mình sẽ giới thiệu một em vô cùng đặc biệt đến từ thương hiệu của Đan Mạch. Trước đó mình cũng đã giới thiệu một số xe ở dòng này rồi, tuy nhiên em này rất là đặc biệt, một dòng trợ lực sườn full carbon đùm số, và cái kiểu dáng nó rất là lạ lẫm, quái, giống như xe đến từ ngoài hành tinh. Và nó có những điểm hiếm độc lạ vô cùng độc đáo. Thì nó hiếm độc lạ thế nào, mình cùng mọi người bắt đầu khám phá nha. Nào, let's go. Rồi bạn thấy nhìn, bắt đầu mình nói tổng thể xe này nha. Bạn thấy nhìn vô cái hình cũng rất là, nó thiết kế rất là lạ, quái, và giống như chiếc xe đến từ không gian hay từ tương lai vậy đó. Em này là full carbon nha mọi người. Bạn thấy không, cái sườn nó liền lạc luôn, từ trước ra sau. Bạn thấy không, cái gấp của nó với dè là nó dính luôn. Và cái sau, cái thanh sau trên với cái bộ dè nó cũng đi liền lạc luôn. Đó là nó làm bằng carbon nha mọi người. Thì được cái nó siêu nhẹ. Em này tổng hết á chỉ nặng có 18 kg mấy thôi, hơn 18 kg chút xíu ha. Những chiếc xe trợ lực mà dưới 20 kg là gọi là siêu nhẹ rồi. Thì bạn thấy không, đó nhìn tổng thể và dây âm sườn ha, dây âm sườn hết. Thì mình cũng không chuyên về trợ lực, tuy nhiên cái vẫn xuyên suốt với mình là xe đạp đùm số nha mọi người. Thì nó cho trợ lực nó sẽ có động cơ và đùm số coi như là hộp số. Thì những chiếc xe chuẩn nhất á, là động cơ nó mid driver là nó nằm ở trục giữa, thì lúc đó nó mới cân bằng tốt nhất ha. Rồi nó có động cơ bánh trước, động cơ bánh sau. Thường xe cao cấp nhất á, là động cơ ở trục giữa và đùm ở bánh sau. Còn những chiếc xe mà rẻ tiền á, là cái đùm, cái động cơ kim cái đùm ở bánh sau luôn đó. Còn em này là đùm 8 số alpha ở bánh sau, Ecuro, và động cơ nằm ở bánh trước đó. Và khi nói về pin á, thì thường những chiếc xe truyền thống mà trợ lực á, pin nó nằm ở cái trục chéo đó, pin nó nằm ở trục chéo đó, nó nằm dính vào âm sườn luôn, hoặc là nó có một cái bát để mà bắt ở trục xéo. Và cái thứ hai nữa là cái pin thứ hai là nó nằm ở cây đứng là nó nhét giữa cốt yên luôn, pin là kim cốt yên đó. Còn em này đặc biệt, và cái pin nữa là có thể nó pin dự phòng nó nằm ở ba ga sau. Còn em này là quái nhất là pin nó nằm ở cây ngang đó, nhìn thẳng vô nó quái, nó lạ, nó nở ra giống như, nhìn nếu mình thấy nó kỳ kỳ giống như là con trăng mà nó ăn cái gì vô cái bụng nó bự vậy đó. Đó, nếu mà mình nhìn về thẩm mỹ hay về lạ lạ, có người không thích, nhưng mà cái này nó nhìn nó quái, nó lạ đó. Ở trên cái học pin là nó nằm ở cây nằm ngang nha mọi người đó. Thì nói xe điện, có thể mình nói về thông số của em này ha, là pin của nó nằm ở trục ngang, và pin của nó là pin lithium 9,9 ampere giờ, là gần 10 ampere giờ á. Và volt của nó là 36 volt, thì nó đi với cái động cơ của nó là động cơ 36 volt, chắc khoảng 250 watt. Thì xe này á, tốc độ tối đa của nó được có thể là 32 km/h rồi, là nó cho thị trường ở Bắc Mỹ. Còn những cái phần còn lại của thế giới á, thường là nó cho 25 km/h thôi. Mình có chiếc mẹt á, là nó chỉ giới hạn là 25 km/h thôi. Ở nước ngoài á, tiêu chuẩn nó rất khắt khe về an toàn nha mọi người. Những chiếc xe trợ lực là động cơ dưới 250 watt, trên dưới 250 watt, và tốc độ nó dưới khoảng 25 km/h trở lại thì nó là khỏi phải đăng ký hết, nó coi như chiếc xe đạp.
là mình cứ chạy ra thoải mái. Còn khi mà trên 25 kg 32 thì phải thị trường Mỹ đó, Bắc Mỹ, hoặc là động cơ cao hơn á, là mình phải đăng ký xe giống như xe gắn máy rồi đó, và mình phải đóng bảo hiểm các thứ. Cho nên những chiếc xe mà Trung Quốc mình bẻ khóa nó có thể chạy 40-50 km/h, động cơ này có thể chạy được 50 km/h, tuy nhiên về vấn đề an toàn và trợ lực thì nó chỉ giới hạn vậy thôi đó. Thì cái xe này, cái bộ điều khiển nó thiết kế bạn thấy không, nó đơn giản, nó tối giản, nó hiện đại đó. Và cái bộ điều khiển nó cũng đơn giản thôi, chỉ có nút on off đó, mở lúc nên on, on cái là nó có hệ thống đèn, không có màn hình nữa rồi, nó chỉ có cái đèn đỏ là báo pin và đèn xanh là báo cấp độ. Nó có 4 cấp độ ha, độ nhẹ nhẹ econo, rồi một độ vừa, rồi một cái độ turbo là mạnh nhất ha, hoặc là tốc độ sport đó. Nó chỉ 4 tốc độ thôi. Thì đó, tổng thể sườn nói rồi ha. Rồi nó đi với bộ đùm alpha 8 số thắng đĩa mọi người. Đó, mình xe này trang bị là thắng đĩa dầu luôn, Shimano MT200 ha. Và dây Kuro nó là Beltray ha, hãng Beltray rất nổi tiếng ha. Về dây Kuro 112 nha mọi người. 112 mắt. Đó, 112 là dây ngắn thôi. 112 carbon dry. Dây Kuro đùm 8 số ha, có center truck luôn, dây Kuro đời mới. Và cái bidan nó cũng bê omega luôn, bidan rất là đẹp ha. Đi liền với nó cái cốc yên. Cái cốc yên cũng màu nhôm, màu mạ chrome, mạ nhôm liền lạc với lại sườn ha. Và cái khóa của yên nó cũng rất là độc, rất là đẹp ha, nhìn nó rất là chăm chút. Và cái bô tăng nó cũng vậy, bô tăng nó liền, bô tăng ha, chụp lên liền như là cổ thả mà nó chụp lên. Rồi cái ghi đông cũng vậy, nhôm mạ chrome mờ chrome lì. Thì tổng thể xe này bạn thấy nó đơn giản, nó tối giản ha. Có cái chữ bên hông nó có chữ Beomega thôi, và cái logo của nó Beomega bạn biết là nó là những cái vòng tròn thôi, nó là 16 cái vòng tròn. Thì em này mình nhìn nó đơn giản, có khi nó đơn điệu. Thì chiếc này mà có thể đến tay một anh em nào mà có máu nghệ sĩ á, thì có thể tô vẽ hoa văn ha, con này con kia, hoa văn bướm, hoa lá cành gì đó, thiết kế một cái chủ đề về hình ảnh. Nghĩ chiếc xe này nó sẽ bắt mắt hơn và nó thành cái độc bản độc đáo luôn mọi người ha. Rồi em này nó đi với cặp bánh nha mọi người. Cặp bánh là 26 inch với vỏ là vỏ Swat ha, Swat Marathon, e-bike các thứ luôn, chạy chống đâm thủng Marathon Plus, vỏ Swat 47559 ha, 26 inch 1.75. Vỏ này là chạy ngon lành luôn, bao đâm thủng luôn. Và cái niềng của nó cũng là hợp với cái màu sơn lên mạ chrome mờ, mạ nhôm mờ ha. Niềng xé gió nhẹ bầu bỉnh đó, thiết kế mềm mại, kết hợp với một cái tay nắm ergonomic ha, công thái học. Cái nữa là thêm một cái yên LCT êm ái. Em này mình cái chống cũng vậy, đi theo xe luôn, nhìn thiết kế rất là chăm chút. Thì cái hãng này bạn biết á, Beomega là nó sản xuất. Mình đã quay trước đó một chiếc xe trục lắp và bánh 26 inch nha mọi người. Những chiếc xe rất là chất lượng cao cấp. Nó có xe trục lắp nè, rồi xe này là xe trợ lực. Rồi nó có cái dòng kết hợp với hãng Puma, hãng thể thao nữa. Rồi nó có những cái dòng cao cấp khác như là xe, nó chủ yếu là xe city thôi, chạy dạo quanh phố ha, chạy đi làm, chạy ở đô thị đó. Tuy nhiên cái hãng này cùng với cái hãng VanMoof, hãng này nó sản xuất những xe độc đáo, tuy nhiên những cái xe độc đáo chất lượng, nhưng mà giữa chất lượng với cái thương mại là câu chuyện khác nha mọi người. Thì hãng này nó đã làm thời gian và nó không còn sản xuất xe nữa đó. Bạn biết giống như chiếc Concorde là tốc độ nó siêu âm luôn, nó chạy nó bay tốc độ nó gấp đôi những chiếc máy bay bây giờ, thì giúp rút ngắn thời gian đi lại. Nhưng mà giá thành nó cao quá và nó không có đủ khách hàng, giống như chiếc Airbus A380. Chiếc đó bây giờ nó chở được 500 hành khách và trong thời kỳ suy thoái như vậy thì nó không đủ khách hàng, cho nên cái lượng nó sẽ không sản xuất nữa.
giữa chất lượng với vấn đề thương mại là hai chuyện khác rồi. Thì ở đây là xe này rất là cao cấp, chất lượng, tuy nhiên không thành công về mặt thương mại. Tuy nhiên bây giờ nó lại mang tính chất là sưu tầm, những cái xe này bây giờ nó rất là hiếm và đếm trên đầu ngón tay mọi người ha. Đó. Thì thí dụ những sản phẩm khác như điện thoại di động hay là thiết bị điện tử, bạn để lâu ngay cả ô tô thì giá trị sưu tầm có thể nó mất theo thời gian, dĩ nhiên có một số phiên bản đặc biệt. Còn xe đạp mình thì để 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm nó cũng nó vậy thôi, nó không có hư gì hết ha. Nếu mình bảo quản tốt, để trong mát, ngay cả để ngoài nắng thì có thể lão hóa mấy phần nhựa thôi, còn phần carbon hay phần nhôm, những cái linh kiện, những cái hợp kim cao cấp thì nó tồn tại mãi mãi luôn, cho nên mình vẫn đạp được, nó vẫn có cái giá trị thẩm mỹ, giá trị sưu tầm và giá trị sử dụng của nó nha mọi người. Cho nên em này là một cái em rất là đặc biệt, độc đáo, đáng để sưu tầm. Mình có thể modify hay customer theo cái ý mình muốn trên cái khung sườn đó ha, theo các cá tính của mình. Rồi, mình vừa chia sẻ với mọi người một em xe đạp trợ lực full carbon siêu nhẹ đến từ thương hiệu của Đan Mạch Beomega. Thì em này cái size cây đứng của nó là 50, nó phù hợp với người có chiều cao từ 1m65 tới 1m75 nha mọi người. 1m7 đi em này cũng ok, mình 1m75 ha, trên 1m7 đi em này rất là thoải mái ha. Thì em này nó phù hợp với người có chiều cao như vậy, và những người nào phù hợp với em này ngoài chiều cao, còn cái nữa là cái nhu cầu đi lại trong đô thị, xe trợ lực này nó có thể chạy được, mình đoán là có thể khoảng tầm 40-50 cây số mình mới sạc một lần, có thể đi làm, đi chơi, đi giải trí hay đi dạo phố ha, uống cà phê, hoặc là trưng bày ở phòng khách, trưng bày ở một cái shop nào đặc biệt của mình á. Nó mang giá trị sưu tầm và giá trị sử dụng, và thiết kế nó rất là tối giản, đơn giản, nhưng mà nó mang tính hiện đại đến từ tương lai. Và chiếc xe nếu mà cảm nhận của mọi người về nghệ thuật khác nhau, có thể nó quái, nó lạ gì đó, tuy nhiên cái vận hành của nó cũng rất là trơn tru. Thì nếu mọi người thấy cái clip này có hấp dẫn thì nhớ đăng ký kênh, nhớ like, nhớ share. Thì sắp tới mình sẽ giới thiệu trong dòng này, nó có chiếc xe trục láp của nữ mình chưa giới thiệu nha mọi người, thiết kế nó cũng rất là độc đáo ha. Rồi chiếc MBX có cáp kéo luôn, cáp kéo, và nó kết hợp với cái hãng Puma, hãng thể thao á, thời trang. Và chiếc xe cũng rất là độc đáo, hãng Beomega này nó làm những chiếc xe, nó không có làm nhiều mẫu mà những cái mẫu của nó rất là độc đáo nha mọi người. Thì một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.